Ngày 22 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên phối hợp với Tập đoàn Giáo dục UNED tổ chức hội thảo ứng dụng phương tiện nghe nhìn trong giảng dạy bậc tiểu học. Tại hội thảo, Tập đoàn Giáo dục UNED đã giới thiệu dự án SkyCare, khoa học trong mắt em. Theo đó, đây là bộ giáo trình giảng dạy môn tự nhiên xã hội bằng hình ảnh áp dụng công nghệ 3D với bộ 3 đĩa DVD truyền tải trọn vẹn nội dung một bài giảng trên lớp dành cho học sinh bậc tiểu học. Với những hình ảnh sống động bám sát nội dung sách giáo khoa, phương pháp này tạo hứng thú học tập và khả năng tư duy cho học sinh, giúp các em tiếp thu bài giảng hiệu quả và dễ dàng hơn, đồng thời giúp giáo viên tiếp cận với các phương tiện hiện đại, nâng cao hiệu quả giảng dạy, phù hợp với chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy bậc tiểu học hiện nay. Sau khi thảo luận, hầu hết các ý kiến của các nhà quản lý giáo dục và giáo viên trực tiếp đứng lớp đều cho ưu điểm của bộ giáo trình là sát với kiến thức sách giáo khoa, giáo trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, bài giảng được chuyển hóa bằng hình ảnh ngộ nghĩnh, gần gũi với học sinh. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất của các trường tiểu học hiện nay, thì việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi phải có đầu tư những phương tiện hiện đại. Về phía Tập đoàn Giáo dục UNED cũng cam kết sẽ hỗ trợ về kinh phí, tài liệu và tổ chức tập huấn cho các trường nếu áp dụng phương pháp này.